Nhà ở đâu bác? Dạ, ở Bơ Tùng ạ. Dạ? Kẻ Tùng ạ. Kẻ Tùng ạ? Dạ. Mà đang về đây bao khi mua lên? Dạ, năm lê, năm lê. Dạ? Lên lâu, 2-3 tháng lên rồi. 2-3 tháng mới lên à? Nhà ở trên Kẻ Tùng là Bình Điền à? Dạ, đưa đi ngủ đây, còn đi ngủ trong cái khách sạn Mô Đánh. À, ngủ khách sạn Mô Đánh hả? Phía trước của đường Dĩ Sĩ Phương các bạn, đây là khách sạn Senna, một cái mới xây dựng khá là đẹp các bạn. Trang trí gì nhiều, không khí Noel chắc là do tình hình dịch Covid-19 cho nên là cũng rất là lo sợ. Đây ra đây thì có DMZ các bạn, DMZ này thì rất có chiếc xe Z ngay góc ngã ba Lê Lợi Phạm Ngũ Lão rồi. Quán cà phê DMZ đây là một trong những cà phê lớn nổi tiếng các bạn. Bên thì
chạy đoạn Lê Lợi về hướng cầu, về hướng Vì Giờ cho các bạn xem đó. Đây cũng ốc tẻ các bạn. Đây đường Chu Văn An, Lê Lợi, Kim Trúc. Rin các bạn nhé, rin thì phía trước thì thấy có trang trí tượng già Noel, Merry Christmas, đứng phát quà cho mọi người. Đây là điểm cùng thi các bạn. Đây. Là bến Hà Nội đó các bạn. Ngay chỗ bên cạnh là Adiban đó các bạn. Adiban đường Hà Nội. Vị trí nữa, đây có. Dạ. Ba tiếng. Xin vị trí không? Chiếc bị chi đó. Dạ. À, là nó đã nó hiện tại là bị chi là không đi được à? À. Nhà ở đâu bác? Nhà ở Kẻ Tùng à. Dạ. Kẻ Tùng à. Kẻ Tùng à. Mà đang về đây bao khi mua lên? Dạ, năm lẻ năm mươi. Dạ. Lên lâu, 2-3 tháng lên. Rồi. 2-3 tháng mới lên à? Nhà ở trên Kẻ Tùng là Bình Điền à? À, bữa ai chở bác về? Dạ, cả xe ôm ở chợ về xong rồi họ lên. Dạ. Rồi còn bữa nay bây giờ đêm ngủ cả chỗ mô rảnh ra ngủ. Mà đêm ngủ mô? Đi ngủ đây, bữa đi ngủ đây, còn đi ngủ chỗ cái khách sạn cũng có đặt. À. Ghi bác cái chị Hiếu ở bên Cali á hả, gửi cho bác 200 mẹ, gửi cho bác 200 bác á, bác kiếm chỗ mua mà lên nhà mà ngủ như sao mà về ở lại với ngủ quanh đây nè. Dạ. À. Nhà qua hết à? Dạ. Chạy ra, bác mà chạy ra, dạ. Nó chạy ra nó cũng chạy con 2 cha con mong ra bệnh cháu. Cháy nhà, làm cháy. Dạ, đi rừng á, họ rừng bên chạy. Dạ. Thôi rồi, đi rừng á. Đi rừng à? Cái nhà mà người bị ảnh, người ta biến à? Dạ, đi ra đi rồi, con đi bác hỉ. Thank you.
đèn từ đường Lê Duẩn các bạn, mới được xây dựng. Các bạn thấy ánh đèn và một cái cung đường đi bộ khá là tuyệt vời. Có các bạn tập thể dục đang chạy bộ ở phía dưới. Mình đang đứng ở trên cầu Già Viên và phía dưới là cồn Già Viên đó các bạn. Cồn Già Viên bây giờ nó tạo thành một công viên khá là lý tưởng để cho mọi người đi bộ tập thể dục. Mình đang đứng ở phía trên cầu Già Viên nhìn xuống ở phía dưới. Cái cung đường đi bộ này nó tạo thành một cái vòng tròn khép kín các bạn nhé. Và tất cả các đoạn đường trên cung đường đi bộ này đều có ánh đèn. Các bạn nhìn ở trên Huế thì càng ngày càng nhiều công trình công cộng, đường đi bộ khá đẹp. Tạo ra nhiều cái địa điểm vui chơi cho mọi người. Giờ mình đi vào cái khu vọng lâu này để đứng ngắm dòng sông Hương thơ mộng vào một buổi tối chủ nhật, một buổi tối thứ bảy cuối tuần, để gửi những hình ảnh thú vị cho quý vị và các bạn xem. Nhìn từ hướng khu vọng lâu này nhìn lên cầu Phú Xuân đấy các bạn. Đấy, nhìn thì hơi tối. Phía dưới là cồn Già Viên. Đó, phía trên kia là cầu Phú Xuân. Còn phía chỗ mình đang đứng là vọng lâu. Vọng lâu của cầu Già Viên. Đấy, đứng đây thì có thể nhìn tổng thể được rất là nhiều nơi. Mình đứng ở cái khu vọng lâu này nhìn qua cái thành của cầu Già Viên, cũng chúng ta cũng thấy ánh đèn khá là tuyệt vời. Nó chiếu bóng xuống cái dòng sông Hương thơ mộng. Dòng sông Hương thơ mộng. Mọi cái trở nên nó huyền ảo các bạn. Nó không có làm thất vọng chúng ta một buổi tối để đi dạo vào cái dịp Noel. Cũng rất là hay mà đứng ở khu vùng lâu này cũng không có ai. Trong cái tình hình dịch bệnh thế này mình cũng nên tránh ra những cái điểm mà tập trung đông người, cũng là một cách để chúng ta phòng chống dịch bệnh các bạn. Kim Long các bạn này. Đây, hướng Kim Long á. Và đây tàu nó đang di chuyển trên cái đường sắt. Mình cho quý vị các bạn xem luôn. Nó là đúng lúc tàu nó chạy qua. Hình ảnh rất là thú vị. Chắc quý vị các bạn đã thấy nhiều rồi, nhưng mà để đúng cái lúc mà mình đang view cái cảnh ở đường Kim Long cầu Bạch Hồ thì thấy đoàn tàu đi qua như thế này nó cũng khá là thú vị nữa các bạn. Nhưng mà đây là đoàn tàu chở hàng hay là đoàn tàu chở khách. Đây dưới kia là có rất là nhiều người đang đứng chờ tàu đấy. Đây là hướng ngã tư Kim đường Lê Duẩn Kim Long và hướng cầu Già Viên đấy các bạn. Đây, có người đạp xe đạp ở dưới cái đường đi bộ đường hẹp các bạn. Đây, đoàn tàu vừa kết thúc cái hành trình đi qua đoạn Kim Long, bây giờ nó đang chạy qua hướng ga đấy các bạn.